Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Mặt Động Channel của mình. Chào quay luôn đó nha. Thì hôm nay lại là chuyên mục đi bảo tàng với mình đây. Mệt mỏi quá. Chắc mình phải đổi cái series là Mặt Động Go Around trở thành Mặt Động Go Bảo Tàng quá. Chứ đi gì đâu mà nguyên chuyến thấy bảo tàng không. Nhưng mà nó giỡn thôi. Cái chỗ này nó giống như là một chỗ vui chơi chụp hình giải trí cho giới trẻ vậy. Nhưng mà nó có cái tên là, cái tên rất là léo lưỡi là CMB Block Museum. Tức là mấy cái nhà trồi trồi lên đó. Block mà, cái block đó hiểu không? Mà chỗ này thì mình thấy nó cũng không có mang cái yếu tố lịch sử văn hóa gì lắm, mà đơn giản như là chỉ đến đó để chụp hình vui chơi. Nó hao hao giống như khu phố đi bộ quận nhất của mình đó. Nhưng mà nó dông nó dài không bằng tận mắt chứng kiến. Thế là cho nên là hãy phóng thẳng vô video liền đi. Kiểu nguội. Đi bộ và đi bộ để được tới CMB Black Museum of Art tại thành phố Đại Chung. Quá mệt mỏi, đọc cái tên cũng mệt, đi cũng mệt, cái gì cũng mệt trơn. Chỗ mình sắp tới là một khu bảo tàng ngoài trời. Vì thuộc về trung tâm nên chỉ phải đi bộ có xíu à. Và bắt một tiếng xe bus lên đây kèm thêm 5-10 phút đi bộ nữa. Nói chung là hai lần đi bộ và một lần đi xe. Đầu tiên mình tới đây á, là mình tưởng mình đang ở phố đi bộ quận nhất. Nó trời tự nhiên quay qua. Về lại Việt Nam hồi nào vậy? Vì nó y chang luôn. Hàng quán hai bên đường từ cà phê, bánh ngọt cho tới quán ăn cái gì cũng có. Và có một khu vực đi bộ ở giữa. Thì hỏi sao không tưởng tượng là đang ở Việt Nam. Trên đường đi khá tấp nập, mặc dù mình không lựa đi vào ngày cuối tuần. Nói chung là đông lắm luôn. Mọi người tủa ra khắp mọi phía y chang khu trung tâm ở Việt Nam vậy. Bảo tàng mà mình sắp tới thì nằm lọt thỏm bên trong khu quận nhất Tài Loan này. Không gian rộng rãi, khá thoáng mát tại vì nó nằm ngoài trời. Nóng nữa, tại vì lúc mình đi nắng hơi gắt. Gắt quá mấy bé ơi. Điểm đặc biệt của bảo tàng là đi theo một phong cách nhưng những vật trưng bày bên trong lại thay đổi tùy theo thời điểm. Ý mình là phong cách chung là những tòa nhà mọc lên giữa thảm cỏ nhưng bên trong nội thất trang trí lại thay đổi tùy theo người thiết kế và quyết định sẽ thiết kế cái gì. Tại vì hồi xưa mình coi trên mạng thì nó có những cái tòa nhà khác hình dáng màu sắc rực rỡ hơn, nhưng mà tới lúc tới thì lại bị bấn đóng tiêu rồi, chắc họ dọn đi á. Tiêu teo lên. Chỗ này không hoàn toàn mang một ý nghĩa sâu sắc hay là thâm niên lâu dài gì, mà chủ yếu là muốn các bạn trẻ, họa sĩ, nghệ sĩ truyền cảm hứng của mình vào các ngôi nhà này. Tùy theo những gì mà họ muốn thể hiện mà ngôi nhà sẽ có thiết kế y chang vậy. Chung quy là CMB muốn đem nghệ thuật tranh vẽ gần gũi hơn với mọi người, chứ không phải là thứ quá trừu tượng nữa. Nhưng mà thiệt sự vô thì mình cũng thấy nó trừu tượng y chang thôi. Nhưng mà chỗ này ai mà thích kiểu selfie hay chụp ảnh hay là kiểu chụp tập thể gì các thứ để lên hình lung linh á thì có thể ghé qua đây. Nhưng mà mình cứ không lâu là cũng thôi. Mình đã có dịp tham quan những cái nhà như là nhà pizza nè, bãi biển, vân vân mây mây. Mình thích nhất là mấy cái kệ ở ngoài trời, chẳng hạn như mấy cái kệ Long Vũ á. Khi mà mình đeo tai nghe vô thì mình sẽ nghe được cái tiếng xào xạc, những lúc quét quét y chang thiệt luôn. Nhưng mà nó có khá nhiều để cho các bạn lựa chọn, từ sách vở cho đến dép rồi gì nghe y chang thiệt. Xong thì mọi người có thể ra ngoài xem mọi người hát hò, biểu diễn văn nghệ, mà còn đỏ thú cưng nữa. Nhất là cái con quỷ thằng lằn tắc kè cái gì mà bự quá trời bự đứng lên, đáng sợ. Chỗ này là mình thấy Đài Loan vẫn còn rất tươi trẻ và đầy sức sống luôn. Mà khu vui chơi này không phân biệt già trẻ, cứ muốn chơi là chơi, đi là đi, hát là hát. Bởi vậy mình thích cách sống này của Đài Loan lắm luôn á. Nhộn
nhịp quá phải không? Dĩ nhiên là phải nhộn nhịp rồi. Toàn là giới trẻ không mà thổi sao không nhộn nhịp. Cái chỗ này á, là dành cho mấy chế mà thích qua đây để mà có cả một lô hình sống ảo ở nước bạn. Chụp hình sống ảo rồi vân vân mây mây tạo dáng chụp hình đó. Nói chung là vậy đó. Nhưng mà nếu mà ai không thích chụp hình sống ảo thì cũng có thể ghé lại đây để tham khảo coi giới trẻ Đài Loan, Đài Trung người ta đang sống vui tươi thế nào, là đang có nhiều loại hình nghệ thuật giải trí thì sao, hoặc là chỉ ra đây nghe ca múa nhạc dân gian hay là hiện đại mà mọi người hay tổ chức ở vòng vòng chỗ đó đó, thì cảm giác nó giống như là được trở về Việt Nam đi phố đi bộ lại, cũng ca nhạc xong rồi cũng đi bộ rồi xong hàng quán xung quanh. Chung quy thì thấy chỗ này khá ổn là tại vì nó hợp với những người trẻ trẻ, tuy là có già nữa nhưng mà hầu hết là trẻ thôi. Kiểu không khí ở đây nó cũng vui tươi, nhộn nhịp á. Thì mọi người nếu có cơ hội đến ghé qua Đài Trung á thì nên tham quan chỗ này. Chỉ tầm mất tầm là khoảng chừng vài chục phút cho quy một khu thôi. Mà đến đây cũng khá gần nữa, mình thấy là chỉ có một tiếng xe buýt với lại vài chục phút đi bộ thôi. Vậy thôi nha, tạm biệt mọi người. Lần nào cũng quên vậy. Nhớ like, share và subscribe nhân SR Living Channel nhé. Bye bye mọi người.